Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Có ai đó đến đây ngày hôm nay và bạn nhớ lại những kỷ niệm buồn của năm 2016 vừa rồi. Bạn xót xa, bạn nuối tiếc, bạn vừa giận bản thân, bạn vừa trách những người hàng xóm. Thì ngày hôm nay tôi muốn kể cho anh chị em nghe một câu chuyện. Có thể câu chuyện này giúp cả tôi và ai đó tại đây rút ra những kinh nghiệm của năm 2016 vừa rồi. Vì sự thật thất bại không phải là thảm họa, thất bại không phải là tội lỗi. Thất bại nó giúp cho mỗi chúng ta học hỏi được từ đó những bài học kinh nghiệm để chúng ta không bị rơi vào sự thất bại như vậy nữa. Thành ra sai không phải là xấu, thất bại không phải là tội. Nhưng khi chúng ta không rút tỉa được những cái nguyên nhân nào dẫn tới thất bại, cái đó mới là tội. Câu chuyện kể lại, có một con cáo già nọ đang rình rập miếng ăn. Một con chim sẻ hạ cánh xuống bụi gai đó. Cáo già lao tới và vồ được con chim sẻ, ngậm vào nó trong miệng, chuẩn bị nhai ngấu nghiến vì đói. Chim sẻ trong cơn đau đớn đó nói với cáo già rằng: "Bác cáo ơi, bác cáo, bác già rồi mà vẫn cứ đói. Ăn tôi miếng này, bác lại đói nữa. Bằng chi, bác cứ thả tôi ra đi. Tôi sẽ cho bác 3 lời khuyên, cuộc đời bác sẽ được thay đổi." Cáo già vừa ngậm con chim sẻ trong miệng vừa suy nghĩ: "Con này nói đúng. Đói dài, già rồi mà vẫn còn đói. Ăn nó thì no được ngày hôm nay, ngày mai lại đói. Thôi thả nó ra, biết đâu 3 lời khuyên của nó giúp mình hết đói." Cáo già suy nghĩ một hồi, chịu thiệt, há miệng nhà chim sẻ. Chim sẻ bay lên trên đậu trên ngọn cây và trỏ mỏ xuống nhìn cáo, chờ đợi ba lời khuyên. Chim sẻ nói: "Lời khuyên thứ nhất, bác cáo này, bác đừng bao giờ tin vào lời thề của những kẻ khốn cùng. Hai, cái gì ở trong miệng bác hãy giữ, đừng thả ra mà mất. Điều thứ ba, đã mất rồi đừng buồn, làm lại từ đầu." Lời khuyên đó tôi đã được nghe từ năm 96 tại Moscow. Câu chuyện này dẫn tới cho tôi lời khuyên. Có rất nhiều kẻ khi khốn cùng tới vay bạn tiền, nói rằng: "Hãy đưa tiền cho tôi vay, một tháng sau tôi già, thề có bóng điện. Nếu tôi không làm điều này, tôi bé bằng con kiến." Hãy lắng nghe này, nếu bạn có thể giúp được người ta, hãy giúp họ. Nhưng đừng để cho người ta mắc vào lời thề đó. Bởi vì nếu họ đã phải dùng bóng điện ra để thề, có nghĩa là họ không còn tin vào bản thân của họ nữa. Thành ra hơn tháng sau gặp anh ta vẫn to đùng không bé bằng con kiến, nhưng lời hứa của anh ta và thề của anh ta không thực hiện với bạn. Bạn vừa mất số tiền đó, lại vừa mất thêm người bạn đó nữa. Thành ra đừng để cho người ta phải thề. Amen. Lời khuyên thứ hai: cái gì ở trong miệng của mình hãy giữ, đừng nhả ra mà mất. Chúng ta bị mất nhiều thứ, nhưng bạn còn có nhiều thứ nữa. Có nhiều khi chúng ta quá tiếc những cái đã mất mà lại mất tiếp những cái đang có. Luôn luôn tiếc những cái đã mất để mất những cái mình đang có. Thế ra nếu đã mất một điều gì đó rồi, hãy đừng tiếc nó nữa. Hãy xem lại mình đang có cái gì. Một người mất 5.000 đô la tại chợ vò Moscow, buồn chán, khuyên mãi không chịu nghe, cuối cùng phải vào viện nằm. Vì không biết tiếng Nga, lại thuê dịch vụ mất thêm 2.000 nữa. Cuối cùng, đáng lẽ em chỉ mất 5.000, bây giờ mất thêm 7.000. Còn chưa tính con phải bỏ học, chồng phải đến bệnh viện để chăm sóc nữa. Bởi vậy cho nên, chúng ta còn có nhiều thứ ở trong tay của mình. Đừng để mất điều mà bạn đang có. Vì bạn buồn những cái đã mất, để tiếp tục mất những cái trong năm nay. Amen. Đừng buồn những cái quá khứ, hãy nắm chặt cái hiện tại bây giờ này. Đã mất một điều gì đó rồi, đừng có buồn. Hãy ngồi viết ra giấy: tôi hiện đang còn có cái gì. Bạn giữ nó, đừng đánh mất. Cuộc sống chúng ta luôn luôn sống theo chuỗi của sự nuối tiếc cái ngày hôm qua, để ngày hôm nay chúng ta lơi lỏng và lại mất những cái của ngày hôm nay, để ngày mai bạn lại nuối tiếc cái mà hôm nay đã không giữ để mất. Ngày mai lại tiếc cho ngày hôm nay, để rồi ngày kia lại tiếc những cái mất của ngày mai.
Vì vậy cho nên lời khuyên thứ hai, hãy cẩn thận những gì mình đang có, đừng đánh mất thêm nữa. Amen. Điều thứ ba lời khuyên, mất rồi học bài học, làm lại từ đầu. Không bao giờ muộn. Chỉ khi tim không đập, chỉ khi phổi không còn thở, mũi không còn ra hơi, thì lúc đó mới nói hết cơ hội. Còn tim còn đập, mũi bạn còn thở phập phồng, thì còn cơ hội. Amen. Còn Chúa, còn bạn, còn cơ hội. Mất Chúa, mất bạn, mất cơ hội. Hãy quay sang người lân cận nói rằng còn cơ hội, chúng ta còn chiến thắng. Amen. Hallelujah. Ba tuần trước tôi đứng tại trung tâm của quận Cam, California. Trung tâm đó người ta nói rằng nếu không tới trung tâm này thì chưa đến nước Mỹ, chưa đến quận Cam. Ở trung tâm đó là trung tâm được gọi là Phước Lộc Thọ. Ghi trên cái tấm đó là Phước Lộc và Thọ. Ngày hôm nay, năm mới, tôi muốn nói chuyện về phước. Người ta định nghĩa trong từ điển, phước có nghĩa là những điều lành, phước có nghĩa là những cái may mắn. Ngày xưa nhà đông con người ta cũng gọi là được phước. Lộc nói về sự thịnh vượng, nhiều tiền làm quan lớn thì đó được lộc. Thọ thì chúng ta biết rồi, tuổi thọ sống lâu, trăm tuổi bạc đầu râu thì gọi là sống lâu. Nhưng hãy nhớ một điều này, khi người ta xem xét thấy rằng có nhiều điều may mắn tới với một ai đó, sau đó lại thành thảm họa. Lấy ví dụ, người ta làm con số thống kê, hết thảy những kẻ đã từng số, đã từng trúng xổ số, thường sau 5 đến 7 năm sau nghèo hơn trước khi trúng số. Có nhiều ông quan nhận tiền đút lót tham nhũng đến mức độ nhiều, đến mức độ năm mới con của mình nhìn thấy rõ ràng bà nhận quá nhiều tiền từ đút lót. Thành ra cái tiền tham nhũng đó nó mang tới cho đứa con không phải trả giá, cho nên tiêu xài thoải mái. Tôi đã vào trại cai nghiện tại Hà Nội, nhìn thấy vô số những thanh niên nam và nữ đang ở trong trại cai nghiện đó, khi trò chuyện phần lớn họ là con ông cháu cha giàu có. Cái may mắn lại mang tới thảm họa cho gia đình. Có một cậu bạn tôi ở bên Nga nói rằng, Hùng ơi, từ ngày tao mua chiếc xe Mercedes 3 tuần rồi, không đêm nào ngủ ngon. Tôi hỏi vì sao? Cậu nói rằng sợ mất cắp. Cái mà may mắn xe Mercedes đẹp đó lại mang tới cho sự bất an. Người ta nói rằng có nhiều khi tiền bạc càng cao bao nhiêu thì sự lo lắng, sợ hãi cũng tỷ lệ thuận với số tiền cao. Danh vọng càng cao bao nhiêu thì sự lo lắng và sợ hãi mất chức lại càng cao bấy nhiêu. Có một người hơn 50 tuổi về Việt Nam, cưới được một cô hoa hậu phường chân dài. Và khi mang sang đây, bạn bè của anh ta nói 2 tháng rồi không thấy đi chơi. Ông ta nói rằng tao mà đi chơi á, nó chân dài nó chạy mất. Và cuối cùng tưởng rằng là được phước mà hóa ra lại thảm họa. Hãy cùng tôi giờ một câu kinh thánh. Sách Châm Ngôn đoạn 10 câu 22. Xin ban tổ chức bật lên trên màn hình. Lời Chúa nói rằng phước lành của Đức Giê-hô-va. Hãy nhắc lại cùng tôi từ phước lành của Đức Giê-hô-va. Như vậy có nghĩa là có một loại phước lành không đến từ Đức Giê-hô-va. Có một loại may mắn không đến từ Ngài. Nhưng phước lành của Đức Giê-hô-va thì làm cho giàu có. Ngài chẳng thêm sự đau lòng gì lẫn vào. Phước của Đức Giê-hô-va khiến chúng ta giàu có. Giàu có đây có thể cả về tài năng, có thể cả về sự tôn trọng địa vị trong xã hội, cả về sự giàu có về tài chính trong cuộc sống, về của cải vật chất, sức khỏe. Phước lành của Đức Giê-hô-va khiến cho bạn khỏe mạnh, khiến cho bạn được
sự tôn trọng trong xã hội, khiến cho bạn được giàu có trong gia đình, khiến cho bạn được hạnh phúc trong hôn nhân, mà lại không thêm sự đau lòng, lo lắng, vào sợ hãi vào đời sống của bạn. Có rất nhiều sự may mắn làm cho chúng ta được giàu có, nhưng lại thêm đau lòng hơn. Nguyễn Du có câu thơ nói rằng: chữ tài đi với chữ tai một vần, tài càng nhiều thì tật càng lắm, tài càng nhiều thì tai họa kèm theo nhiều hơn. Người Việt Nam có câu nói hồng nhan bạc phận. Có cô gái nào đó sinh ra được tạo hóa ban cho vẻ đẹp, và từ nhỏ nó luôn luôn làm trung tâm của trường mẫu giáo. Vào trường phổ thông nó cũng là trung tâm, không cần phải xếp hàng. Bất cứ một đêm văn nghệ nào nó đều được ưu tiên. Thành ra tính cách của nó không cần phải thay đổi. Nó là hoa hậu phường, hoa hậu xóm, cho tới thành hoa hậu thành phố. Nó trở thành bông hoa hồng thật là kiêu kỳ của nhiều người ước ao. Rồi có một số đại gia chiếm lĩnh được trái tim đó. Nhưng khi sống được một vài tháng thì họ phát hiện ra rằng hoa hồng quá nhiều gai. Và cuối cùng để cho thoát khỏi máu chảy, họ phải thả bông hoa hồng ra. Và hoa hồng đó, hết anh này tới anh khác, người ta gọi hồng nhan bạc phận. Là như vậy đó, không phải là số phận đâu. Chỉ đơn giản tính cách bên trong không thay đổi. Thành ra hạnh phúc nó không bảo đảm bởi vẻ đẹp bên ngoài. Hạnh phúc không bảo đảm bởi cái tài năng mà bẩm sinh của người đàn ông có. Hạnh phúc nó đến bởi tính cách của con người cơ. Và lời Chúa nói rằng phước lành của Đức Giê-hô-va làm cho chúng ta được giàu có, được thành công, mà Ngài lại giúp cho chúng ta tính cách được thay đổi nữa. Chứ nó không phải là quay sổ số để chúng. Bởi vậy cho nên hãy cảm tạ Đức Chúa Trời. Chúa luôn luôn trước khi Ngài cho chúng ta giàu có, cái phước của Chúa là thay đổi tính cách chúng ta trước. Hãy lắng nghe này. Ở trong túi của bạn đựng tiền, nhưng trước khi để tiền vào túi, Ngài phải thay đổi lòng của bạn trước. Chưa chắc nhiều tiền đã là người giàu. Người giàu sẽ nhiều tiền, nhưng có nhiều tiền chưa chắc đã phải là người giàu. Có ai đó họ nhận được của hồi môn từ cha mẹ, họ nhiều tiền đấy, nhưng tính cách của họ họ chưa biết điều khiển cái số tiền đó, trong vòng mấy năm hoàn toàn tiêu sạch vì họ trích hút. Thật ra Chúa muốn thay đổi chúng ta trước. Hay lắng nghe này, sự giàu có luôn luôn có cạm bẫy đằng sau, sự thành công luôn luôn có thung lũng của sự chết. Bởi vậy cho nên Chúa nói phước lành của Ngài đầu tiên sẽ giúp chúng ta được thay đổi con người trước, rồi sau đó sự giàu có đi theo sau. Và khi sự giàu có cộng với tính cách của chúng ta sẽ không làm cho chúng ta đau đớn. Amen. Amen. Hãy quay sang người lân cận nói rằng đừng có ham giàu vội. Có nhiều khi chúng ta đưa con mình quá nhiều tiền, và cái tiền đó đã cướp mất mạng của nó. Hãy cùng tôi bật câu kinh thánh tiếp theo, sách Ma-thi-ơ đoạn 5. Ở đây cho chúng ta nhìn thấy phước của Đức Giê-hô-va định nghĩa rõ ràng như thế nào. Câu kinh thánh trước đó chúng ta được nghe phước của Đức Giê-hô-va làm chúng ta được giàu có, không thêm đau đớn vào. Có một sự may mắn không đến từ Đức Chúa Trời có thể làm chúng ta được giàu, nhưng luôn kèm theo sự đau đớn, cái giá trả cho sự giàu có đó. Bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu cho chúng ta nhìn thấy 9 nguyên tắc mà chúng ta được phước. Tôi hy vọng giảng sau 9 nguyên tắc này kịp để chúng ta vào ăn bữa tối ngày hôm nay cùng nhau. Nào chúng ta cùng nhau xem từng câu một. Chúa định nghĩa phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Kẻ khó khăn không được phước, nhưng kẻ có lòng khó khăn. Hãy để ý từ lòng khó khăn. Kẻ đi ăn xin không phải được phước, nhưng lòng khó khăn đó có nghĩa là một tấm lòng hạ mình, một tấm lòng nhu mì, một tấm lòng nhận biết được mình yếu kém để cần sự trợ giúp từ trời. Và Chúa nói rằng một con người hạ mình đó phước cho những kẻ mà nhận biết lòng của mình khó khăn, thì nước thiên đàng sẽ thuộc về kẻ đó. Còn kẻ nào nói rằng tôi giàu rồi, tôi đủ rồi, tôi không cần ai hết, thì kẻ đó là kẻ kiêu ngạo.
Định nghĩa thứ hai, phước. Phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được yên ủi. Hãy nhắc lại cùng tôi từ than khóc. Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng ra con người chúng ta rất là lạ. Ở đây có hai cái mắt này. Và cũng từ hai cái nguồn này chảy ra nước mắt. Nước mắt khi bạn cười nhiều cũng chảy ra nước mắt. Và nước mắt khi bạn khóc cũng chảy ra nước mắt. Nhưng các nhà nghiên cứu họ phát hiện ra rằng hai loại nước mắt đó tố chất khác nhau cơ. Khi bạn vui mà khóc, bạn sảng khoái hơn. Còn khi bạn buồn mà bạn khóc, bạn buồn ngủ hơn. Chúa đấng vô cùng đặc biệt, cũng nước chảy đấy mà chất lại khác nhau. Bạn vui cười, nghe một câu chuyện cười, cười ra nước mắt, thấy sảng khoái, khỏe, tỉnh. Còn khi bạn buồn mà khóc thì bạn thấy buồn ngủ, để được an ủi. Thế nên Chúa nói rằng phước cho những kẻ than khóc, người đó sẽ được yên ủi. Phước thứ ba, phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất. Hãy nhắc lại cùng tôi, đất. Đất đây là lòng người. Sự nhu mì rất là quan trọng. Người ta nói rằng không có ai có thể chặt được nước. Nước mềm lắm. Mà nước mềm đến mức độ ở trong sự mềm mại của nó có sức mạnh để làm cho đá phải mòn. Sự nhu mì của nước, nó có thể chảy làm cho đá cứng như vậy phải mòn. Không ai lấy dao cắt được lửa. Lửa rất là nhẹ nhàng và mềm mại, nhưng lửa có thể thiêu cháy và chảy cả thép. Bởi vậy cho nên lời Chúa nói phước cho những kẻ nhu mì, không phải nhu nhược nha. Nhu mì khác với nhu nhược. Nhu nhược luôn luôn chịu thua. Còn nhu mì là biết nhịn nhục đúng lúc và biết cảm hóa được đối thủ trở thành bạn của mình. Chúa Giêsu là một tấm gương của kẻ nhu mì. Ngài không nhu nhược, Ngài chịu đòn, Ngài chịu bị đóng đinh, nhưng Ngài biến chúng ta trở thành con người sau này thờ phượng Ngài. Kẻ nhu mì là kẻ không nổi giận, không cãi nhau với những chuyện vớ vẩn, không chấp chuyện trẻ con, không chấp những chuyện vớ vẩn. Vì thời gian của những kẻ nhu mì rất là quan trọng. Họ cần tập trung vào những công việc lớn, không mất thời gian vào những việc vặt vãnh. Amen. Kẻ nhu mì là kẻ biết trước được đích của mình cần phải tiến tới, và họ không bị lạc khỏi cái hướng đó. Kẻ nhu mì là kẻ biết tiết kiệm sức lực của mình và thời gian để tập trung vào mục tiêu cần phải chạy tới. Kẻ nhu mì, phước, hưởng được đất, sẽ chiếm được lòng người. Tiếp theo, phước thứ tư, phước cho kẻ đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ. Không phải phước cho những kẻ đói, không phải phước cho những kẻ khát, mà chỉ đói khát sự công bình thôi. Vì sao? Bởi vì kẻ đói và kẻ khát sẽ tìm kiếm bằng được, và đấng công bình sẽ ban sự công bình cho những kẻ đói khát công bình. Kinh Thánh, Chúa có một lần nói tiên tri với bà Mary. Ngài cho kẻ giàu, kẻ kiêu ngạo về tay không, còn cho kẻ đói được no đủ. Đói và sự không thỏa mãn là hai cái khác nhau. Chỉ cho kẻ đói được no đủ thôi, chứ không phải cho kẻ không thỏa mãn được no đủ. Có nhiều người đói nhưng họ đã ăn tạm cám lợn, họ vẫn lẩm bẩm vì đồ ăn thối thiu, nhưng bây giờ hết đói rồi, bởi vì dạ dày của họ đã một nửa chiếm cám lợn rồi. Chỉ có kẻ đói mới đi tìm kiếm bằng được đồ ăn thật. Kẻ đói sự công bình sẽ tìm kiếm sự công bình. Kẻ khát sự công bình sẽ tìm kiếm sự công bình. Và Chúa nói rằng kẻ nào tìm kiếm ta hết lòng thì sẽ gặp được. Phước cho kẻ đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ sự công bình. Phước tiếp theo, phước cho những kẻ
hay thương xót? Vì sẽ được thương xót. Hãy nhắc lại cùng tôi từ thương xót. Trong cuộc sống chúng ta có một định luật bảo tồn năng lượng. Khi mà bạn đấm một ai đó thì tay của bạn cũng bị đau tương đương với họ bị đau. Khi bạn đấm như vậy thì có một lực phản từ họ đấm thẳng vào tay của bạn. Bạn thử đấm vào tường mà xem. Đấm nhẹ tay bạn đau nhẹ, đấm mạnh tay bạn đau mạnh. Bởi vậy cho nên khi bạn mà thù hận người khác thì bạn sẽ bị thù hận lại. Bạn thương xót người khác, bạn sẽ được thương xót lại. Có một thằng bé, nó dặn đứa bạn trong lớp, nhà nó ở vùng núi, tôi không biết ở Thanh Hóa hay là vùng nào đó, nó mới chạy ra ngoài vườn, nhìn thẳng vào dãy núi kia, nó kêu lên: "Tao căm thù mày!" Nó nói xong một hồi, cái thằng kia cũng nói: "Tao căm thù mày!" Nó chửi câu nào, cái thằng đó chửi lại câu y chang. Nó chạy về nói rằng: "Mẹ ơi, tại sao con chửi nó cũng chửi lại?" Mẹ nó nghe xong bảo: "Bây giờ con ra nói lại đi." Nói rằng: "Tao yêu mày, tao tha thứ cho mày, thử xem." Nó lại chạy ra nói: "Tao yêu mày." Nghe một hồi xong: "Tao yêu mày, tao tha thứ cho mày." Lại nghe thấy tiếng ngược lại: "Tao tha thứ cho mày." Chúa nói kẻ nào thương xót, người sẽ được thương xót. Và nguyên tắc của Chúa Giêsu dạy rằng, muốn người ta làm cho mình điều gì, hãy làm điều đó cho họ trước tiên. Thành ra 2016 có thể xảy ra với bạn nhiều sự đau đớn, nhiều sự phản bội. Nhưng tôi khuyên anh chị em, đừng chấp và hãy tha thứ để cho lòng mình được thanh thản. Hãy tha thứ để cho bạn được vui. Hãy tha thứ để cho hết thảy những gánh gồng nặng đó không kéo sau lưng của bạn mà làm giảm tốc độ của bạn chạy tới đích. Người nhu mì là người biết tha thứ. Người nhu mì là người muốn tiến tới đích để hưởng được đất. Amen. Tiếp theo, những câu kinh thánh tiếp theo. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Hãy nhắc lại cùng tôi: lòng trong sạch. Ở đây không phải tay trong sạch, không phải đầu trong sạch, không phải quần áo sạch. Có rất nhiều người ăn mặc quần áo rất là đẹp và sạch sẽ, mùi nước hoa thơm, nhưng lòng không hề sạch. Khi vua Hàm Nghi chạy khỏi giặc ngoại xâm, dừng trước bờ sông, ông quay ra hỏi tùy tùng của mình rằng: "Tay bẩn, lấy gì rửa?" Tùy tùng nói: "Lấy nước để rửa." Ông hỏi: "Thế nước bẩn, lấy gì rửa?" Mọi người ngạc nhiên nhìn vị vua đó. Vị vua nói rằng: "Lấy máu rửa." Ở đây, phước cho kẻ có lòng trong sạch. Tay bẩn rửa bằng xà phòng được, đầu bẩn lấy shampoo gội được, lòng bẩn bây giờ lấy gì gội được? Năm 1961, người đầu tiên bay vào vũ trụ Yuri Gagarin, khi hạ cánh an toàn, người ta phỏng vấn ông ta rằng: "Thưa đồng chí Gagarin, khi đồng chí lên trên vũ trụ có nhìn thấy Chúa không?" Ông ta nói: "Không nhìn thấy, ông trời không có." Và câu nói của ông ta được ghi vào trang nhất của tờ báo. Nhưng có một câu hỏi khác mà không ai người ta đưa lên trên báo. Một vị nữ phóng viên nọ nói rằng: "Thưa ông Gagarin, ông có biết tại sao ông không nhìn thấy Chúa không?" Ông quay ra nói: "Không, tôi không biết tại sao tôi không nhìn thấy Chúa." Người phụ nữ phóng viên đó trích câu kinh thánh này và nói rằng: "Lời Chúa của tôi nói rằng phước cho những kẻ có lòng trong sạch thì mới thấy được Đức Chúa Trời. Ông không thấy được bởi vì lòng của ông chưa trong sạch." Bởi vậy cho nên có rất nhiều khi chúng ta hỏi: "Tại sao Chúa ở đâu nhỉ? Lạy trời cho mưa, tại sao mắt ông không có sao?" Cho tới khi mình tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa đời sống của mình, huyết của Ngài rửa sạch lòng của mình rồi, thì bắt đầu bạn trong tâm linh biết có Ngài và thấy Ngài. Amen. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch bởi huyết Chúa Giêsu thì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Bởi vậy cho nên con của bà đào khi bước vào nơi đó, bao nhiêu năm nghiện, gặp được Chúa Giêsu, huyết của Ngài rửa sạch lòng của nó, bây giờ nó gọi điện thoại sang mẹ nói rằng:
con không muốn về nữa, ở trong cùng với anh chị em tại nơi đó mấy năm nữa cơ. Ở đó có Ngài, ở đó có thiên đàng. Trích ma túy không có thiên đàng. Bao nhiêu chục năm trích ma túy, đứa con trai đó không có thiên đàng, cho tới khi nó được huyết Chúa rửa sạch, lòng nó trong sạch, nó thấy được Đức Chúa Trời ở tại nơi mà nó cai nghiện đó, có Ngài, có thiên đàng. Và khi có thiên đàng rồi, nó không muốn về nữa. Nhưng tôi nói trước với bà rằng, thêm một vài tháng nữa, một vài năm nữa, khi nó bắt đầu hiểu được lời Chúa rồi, nó sẽ bước ra khỏi trại cai nghiện với Ngài đi cùng nữa. Và nó sẽ mang những con người khác chạy tới với Ngài. Bởi vì bây giờ nó tưởng rằng chỉ có nơi đó mới có thiên đàng, ở đó vui. Nhưng sau này nó biết được rằng là có Chúa ở cùng nó luôn luôn, là chỗ nào cũng là thiên đàng hết. Và nó sẽ bước ra khỏi trại đó để giúp đỡ những con người nghiện khác. Tôi đi tiếp. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Năm mới nói về phước là như vậy đó. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận. Có những con người luôn luôn nói xấu người khác sau lưng. Xin Chúa cho hội thánh của chúng ta không bao giờ tiêm nhiễm cái tà linh đó. Đừng bao giờ nói xấu người khác sau lưng. Amen. Vì sao anh chị em? Nói xấu sau lưng người khác là cũng giống y chang như bạn lấy tay của mình bốc phân để ném vào người ta đằng sau lưng. Và bạn phải biết không, khi bạn thò tay xuống bốc phân thì tay của bạn đã thối trước rồi, chưa biết phân đã dính vào lưng người ta hay không, nhưng tay thối trước rồi. Bởi vậy cho nên, hỡi con cái Đức Chúa Trời, đừng để phân dính ở miệng mình, đó là nói xấu người khác sau lưng. Amen. Cái đó cần phải chiến đấu. Chứ con người chúng ta dễ mà phàn nàn lắm. Bởi vậy cho nên tôi thà dán miệng tôi lại 5 tháng trời để không nói phân ra miệng của mình còn hơn là nói điều gì đó không phải đến từ Ngài. Amen. Mọi người hiểu không ạ? Sống chết nằm ở quyền của cái lưỡi đó anh chị em. Sống chết ở đây này. Thầy xin Chúa cho nó chỉ ra sự sống thôi. Đừng để cho sự chết ra từ miệng của bạn. Amen. Và lời Chúa nói rằng phước cho những kẻ làm cho người khác hòa thuận nhau, vì sẽ được gọi là con của Đức Chúa Trời. Wow. Con của Đức Chúa Trời, con cái của Đức Chúa Trời, thật là tuyệt vời. Còn kẻ đi chia rẽ và nói xấu người khác là con cái của ma quỷ. Bởi vậy cho nên khi nhìn thấy ai đó không hòa thuận lẫn nhau, hay làm sao giải tỏa cho họ, hay làm sao cho họ làm hòa thuận lại với nhau. Có nhiều những con người là chuyên gia đi gây mâu thuẫn vợ chồng của người khác. Đến ăn bữa tối với họ xong là về nhà cái là hai vợ chồng cãi lộn nhau. Bởi vì nó chọc câu này, nó chọc câu kia, nó chọc câu này, chọc câu kia, một cái là về nhà hai vợ chồng cãi lộn nhau. Dạ? Có những người mà bạn vừa nói chuyện xong đó, mới nói chuyện với 15 phút thôi, bạn bỗng nhiên ghét cay, ghét đắng một người nào đó mà trước đó bạn không hề có cảm xúc đó. Câu trả lời, bạn đã bị nhiễm cái tư tưởng xấu của kẻ kia rồi. Còn có những con người khi bạn nói chuyện xong, bạn bỗng nhiên thấy lòng nhẹ tênh, đến gặp cái kẻ thù của bạn, có thể tha thứ và ôm người ta được. Chúa nói mỗi chúng ta là khâm sai từ Ngài để kêu gọi loài người làm hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Amen. Hãy quay sang người lân cận nói rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Phước thứ 8. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Hãy nhắc lại cùng tôi, chịu bắt bớ vì sự công bình. Có một lần tôi nói với vợ tôi rằng, có thể có một ngày nào đó trước khi anh trở về với Chúa, anh sẽ nói với hai đứa con trai của anh rằng, ba có thể không tài bằng những người khác, ba có thể không giàu như nhiều người khác, ba có thể không có nhiều điều mà các con ước ao bằng những người khác, nhưng có một điều mà ba muốn có thể nói với các con rằng, ba đã từng sống trên đất này không phải là một thằng hèn. Sự công bình nó không phải tự nhiên mà bạn nhận được đâu, bạn phải trả giá cho nó đấy. Có những cái mà khó lắm chứ không phải dễ đâu. Đọc đây thì dễ này,
Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình. Nghe nó dễ lắm, nhưng có những lúc phải đặt vào đúng hoàn cảnh. Bạn phải làm sao? Khó lắm. Có một ông bố kéo 5 thằng con trai đi ăn cắp. Ban đêm ăn cắp bò. Ông đặt một thằng ở Bắc, thằng ở Nam, thằng Đông, thằng Tây cửa. Và đi cùng với thằng út vào trong trại bò để ăn cắp. Trước khi vào ông ấy dặn 4 thằng kia nó rằng: chúng mày chặt 4 góc, cứ thấy người nào xuất hiện là phải la lên thật to nhá. Để bọn tao biết còn chạy. 2 bố con, ông bố với thằng út đi vào trong chuồng bò ăn. Đang vào như vậy lò bò. Ông như thằng út kêu: ô! Ông quay sang: có ai không? Thằng út bảo: không có ai. Không có ai mà mày kêu cái gì? Thằng út nói rằng: bố ơi, bố bảo các anh 4 góc, có người nào kêu thật to thì la lên. Còn bố ơi, ở phía trên này bố không để cho ai trông à? Chúa nhìn thấy thì làm sao bố? Thế ra con phải la lên là Chúa thấy. Đừng ăn cắp. Bố đặt người Đông, người Tây, người Bắc, người Nam, để ai xuất hiện thì la. Nhưng bố quên không đặt ở phía trên. Phải có một người canh trực phía trên cơ. Bởi vì Chúa nhìn thấy hết công việc chúng ta ăn cắp bây giờ. Sự bắt bớ vì sự công bình, có nhiều khi bạn phải nói ra miệng, ngay cả những trong tình huống thật là khó. Mọi người hiểu không? Tôi có 3 nguyên tắc trong 23 năm trong chức vụ rồi. 1, không bao giờ phản bội lời của Đức Chúa Trời và sự kêu gọi. 2, không bao giờ xây dựng vương quốc riêng cho mình. 3, không bao giờ im lặng trước điều sai trái. Và lời Chúa nói rằng phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Tiếp theo, câu cuối cùng: khi nào? Vừa rồi là vì cớ sự công bình bị bắt bớ nhá. Còn bây giờ là phước thứ 9 này: khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều giữ vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Đây là điều cuối cùng của phước thứ 9. Vừa rồi phước thứ 8 là vì sự công bình mà chịu sự bắt bớ. Còn phước thứ 9 là vì cớ Chúa Giêsu mà bị bắt bớ. Câu 12: hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng đã từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Hãy nói với người lân cận rằng có 9 phước ngày hôm nay được nghe. Câu kinh thánh cuối cùng xin chị Phương bật Ê-sai 60. Đó là câu cuối cùng của bài giảng hôm nay. Ê-sai 60 từ câu 1 đến câu 5 nói với chúng ta về điều xảy ra, sẽ xảy ra trong năm 2017 này, việc chúng ta cần phải làm và việc Chúa sẽ làm trong những ngày sắp tới. Việc chúng ta phải làm: hỡi anh chị em tại Hội Thánh Berlin, hãy dấy lên và sáng lòe ra, vì sự sáng ngươi đã đến và vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên ngươi. Này, sự tối tăm vây phủ đất, sự u ám bao bọc các dân, song Đức Giê-hô-va dấy lên trên ngươi, sự vinh quang Ngài tỏ ràng trên ngươi. Các dân tộc sẽ đến nơi sự sáng ngươi, các vua sẽ đến nơi sự chói sáng đã bọc lên trên ngươi. Tiếp theo, đây là điều mà Chúa sẽ làm cho chúng ta nhìn thấy. Hãy ngước mắt lên xung quanh ngươi và nhìn xem, họ là các dân nhóm lại hết thảy và đến cùng ngươi. Con trai ngươi đến từ xa, con gái ngươi được bồng ấm trên cánh tay. Bây giờ ngươi sẽ thấy và được chói sáng, lòng ngươi vừa rung động vừa nở nang, vì sự dư dật dưới biển sẽ trở đến cùng ngươi, sự giàu có các nước sẽ đến với ngươi. Tôi muốn nói với anh chị em ngồi tại đây, Chúa đã qua đồng vắng, qua sự thử luyện, qua sự rèn luyện để thử thách lòng của mỗi chúng ta. Tôi cảm ơn Chúa vì những người đang ngồi tại đây. Trong một năm vừa qua, bạn không màng hết thảy những lời nói xấu, bạn vẫn còn đứng tại chỗ này trong sự trung tín, đứng bên cạnh những điều mà bạn nhìn thấy nó là đúng. Thật ra xin Chúa cho năm nay là năm chúng ta gặt hái được những điều mà cần phải gặt hái. Mời chúng ta cùng nhau đứng dậy cầu nguyện nào. Chúng ta đến với Chúa cầu nguyện theo như lời kinh thánh vừa rồi. 1, phước Đức Giê-hô-va khiến chúng ta được giàu có, không thêm sự đau đớn nào vào. Nguyện Chúa ngày hôm nay ban phước cho mỗi chúng ta,
cho vợ, cho chồng, cho con cái, cho dòng dõi, cho công ăn việc làm, cho bất kỳ bàn tay chúng ta động vào đều được phước. Tôi xin cầu nguyện. Cha ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì ngày hôm nay. Con cầu xin ân điển của Chúa Giêsu, tình yêu Đức Chúa Trời Cha, sự giao thông với Đức Thánh Linh trên mỗi một con người tại đây. Con cầu xin Chúa trong năm nay, sức khỏe đến trên từng người một, tài chính đến trên từng người một, phước lành của Chúa giáng trên mỗi một gia đình, mỗi một con người tại đây. Nguyện xin Chúa cho lời Kinh Thánh chớ xa khỏi miệng chúng con. Chúng con suy ngẫm lời đó ngày và đêm, và cẩn thận làm theo những điều đã chép ở bên trong. Như vậy chúng con sẽ may mắn trong mọi công việc chúng con làm, và mới được phước. Chúng con cảm tạ Chúa vì phước đến từ Ngài. Chúng con giao phó hết thảy anh em chúng con trong tay của Chúa, và chúng con hiệp tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.